Thanh và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, rồi đi ngang qua cái đường nhà em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ. Xong khi gặp thì chồng em là chạy vô cái đường nhà em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai nhưng mà kiểu không có được men cho lắm á chị. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy đến với câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên của số này. Bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Trời ơi, nên thơ quá. Có một cái gì đó quen quen nha. Quen lắm hả ta? Nhưng mà nè chị ơi, em ấn tượng quá chị ơi. Coi như ra là cầm cái đàn ra. Dạ thưa chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và cùng toàn thể khán giả. Thì em mang cái đàn đây lên đây để mục đích của em là muốn hát tặng cho vợ. Sau đây em xin hát bài Suy nghĩ trong anh của Khắc Việt ạ. Okay. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hay quá. Hay để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa rồi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa rồi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi. Hay quá em ơi quá. Dạ, quá tuyệt vời. Vợ nói liền cái cảm xúc ngay lúc này đi. Em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui ạ. Hãy nói là rất là cảm ơn em đã mang đến một cái tiết mục mà nói quá tuyệt vời. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ.
ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó, nó có một cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Rần rần thời gian gần đây nè, bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ. À. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện ví dụ mà đó, liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Sơn dạ thế? Là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc đó là ở khu vực của em là thuộc xã Ninh Lương, có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập. Trộm xe thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ rồi. Thì bắt đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rượu. Tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp rồi đó. Xong đến lát sau thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á, nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video rồi em mới thấy lúc đó em không nghĩ nhờ. Lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, ba người là đang chống trả lại em á. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy mà mình giác rửa bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, cứ có kiểu như là cuốn quá là mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá là mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. 1.3 đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em nhảy xuống, em có vươn cái rửa lên ngoài khét rồi. Tụi bay muốn gì không? Hả? Dạ không, em chỉ kêu là dạ. Bởi vậy cho nên là sau cái vụ đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà cũng gan thì cầm rửa. Lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi. Gặp tôi cũng vậy là chồng tôi mà bị cái gì cái nhập xả luôn. Xả hết. Bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa, rửa dưới trộm. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó. Hai đứa quen nhau sao nè? Đó. Hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng đúng không? Đó, Sơn. Dạ. Em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Trời, lâu quá chị ạ. Khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Em có comment thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá. Em có vô trong cái tường em xem. Trời ơi, bé này sao nó ngon quá. Bé này sao nó ngon quá. Em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết. Coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè. Thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em, hình như là em ạ. Nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt. Nhưng mà lúc đầu em không cho. Ông này nó chuyện lên thấy ghét á. Cũng cứ ẻo lại em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn rồi này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng. Nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, là đi ngang qua cái đường như em. Xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ. Xong khi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là
em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ, em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay. Dạ đúng rồi. Chưa con cái gì hết. Dạ chưa. Tức là em đã coi như là một cuộc tình thôi. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Nhưng mà em sử dụng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc. Mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay là tụi em mới đến được với nhau. Em chơi cái chiêu là đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thì em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè. Dạ. Em mới có 21 tuổi à. Và lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Thấy sớm vậy? Kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen rồi không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý. Chiều nữa, kiểu như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi ở bên chồng em cảm thấy an toàn. An tâm và an toàn. Dạ. mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ. Có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Thì là yêu chồng quá đáng luôn á. Sự mà nói bây giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có bạn này có tật xấu chứ cái nhiều cái mặt này vui quá à, dễ thương quá à. nhiều tật xấu bày hay là bày hay là hơn bừa bộn đó nghe dơ dơ trời ơi về cái quần áo rồi giày dép quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho nó, thay chỗ nào là dục cho đó. Có lười tắm không? Không tắm thì ngày nào ông tắm hết. Dạ. Bày hay lắm. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Thật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay. Dạ. Còn gì nữa nè? Nhây, xàm. Rất là xàm. Chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Xàm. Câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không vậy. Em hỏi gì à? Dưới anh giờ cao thấy sơn em chọn ai? Hay hỏi xàm xàm á. Xong kiểu mỗi khi mình nổi cơ lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh về cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì anh về cái cây cột điện, cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì. Bất cứ dạ, một... Nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Chọn anh. Không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà. Nhây đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói rồi. Là sao? Là sao? Ông có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu không? Nó đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên, đâu có ai đâu. Cái xong rồi hả? Dạ. Chọc mẹ đó. Có hay nựng mẹ rồi, có hay hung mẹ rồi không? Chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Đi ngang, đi về, đi chơi, đi làm vậy. Quẹt. Sờ ti mẹ, bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng như sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm, kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh. Cầm chổi rồi dí, dí hút lại. Chồng em ăn lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều quái lắm luôn. Dạ sướng lắm. Nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là dữ lắm. Chửi sao đâu, ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ vụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi ôi con này sao mày đánh tao. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không còn cần gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen.
Ghen lắm. Ghen lắm, ví dụ như ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc có lẽ là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy mà ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chuyện vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nữa. Không có tật xấu thì thực ra cái đó cũng đâu phải là không ghen, phải ghen đâu. Không phải ghen, đang có bầu á khó chịu trong người lắm. Nội tiết tố nó thay đổi á. Có mong muốn vợ thay đổi đi gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu, cứ vậy đi mình như ơi. Vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạp lại, bớt ngay với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Chỉ có nóng như vậy rồi. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời? Nóng phải có nguyên nhân chứ. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ. Vợ đang có bầu nóng tội nghiệp lắm. Tại nó mệt lắm. Có bầu nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng rồi. Với lại vợ còn nhỏ lắm. 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đối diện với một cái gia đình nhỏ. Rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Hạnh phúc mãi mãi em nhé. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh, tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như phát vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Đến lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cứ tưởng thiệt. Mặt vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi. 100% tự nhiên dinh dưỡng tế bào miếng Mitasi tươi trẻ tế bào tuần trạng sức sống. Và bây giờ để không mất thời gian của quý vị, Quốc Thượng xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Đó, hai chồng đụng đầu rồi. Đụng đầu. Hai đứa đụng đầu nhau. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Rồi mời em. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên, hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Thành. Tiên. Thành Tiên. Đó, hai chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè. Bây giờ là thành nhân rồi nè. Để coi hai người nó có gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Trên núi, Tây Ninh. Chung quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Thôi em bỏ nghề đi, mệt quá. Làm ông mụ thôi. Đâu hai đứa quen nhau sao, đâu kể mọi người nghe đi cưng. Lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Gặp nhau ở đồng bằng. Không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Là đồng bằng. Đúng rồi. Hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường? Cái này của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Cơ hội nào mà gặp nhau? Họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên có ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm mà. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Tại hồi đó em làm ban đại diện á, em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Rồi giờ hỏi Thành nè, thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ
Nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà tiên tròn. Là bà tiên tròn do dạ. Thích thôi chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu nữa. Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Cái lúc đó như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, yêu. Bạn vợ. À, hiểu rồi. Tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Còn Tiên thì không hề biết hả? Thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em là cách nhau 4 năm. Hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á. Nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Tiên mới kể coi đâu sao nào kể coi. Rồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á, cũng gặp nhau nhiều lắm. Nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa. Chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em, hồi đó là ngày thứ bảy em về dưới nhà em chơi, xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không, em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây em suy nghĩ là có nên gặp không, tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích mình bỏ cũng được, còn đằng này là chung một hội á, bỏ không được kỳ lắm. Nhớ em rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi, anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ thôi đồng ý gặp luôn. Khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Em thấy cũng bình thường. Còn bạn này thì sao, bạn Thành thì sao? Chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng, với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó nên là em gặp, là em thích bạn vui. Đúng dạ. Không em thích bạn Tiên nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ. Đó. Trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. Sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi á. Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ cái đó con cũng biết rồi. chắc là hiểu hoặc hay sao á. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến anh này? Nửa năm hả chồng hả? 3 tháng rồi. Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á. Chứ xong em vô bệnh viện, anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Lúc đó là em mới có cảm tình. 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Trong cái thời gian nằm viện á, anh chăm sóc em đâu á, thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Cái anh làm gì cho em? Đút cơm cho em ăn. Đút cơm cho em ăn. Đút cơm hả? Dạ. Hồi đó em bị gãy tay này nè. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện này, là có về nhà chăm sóc nữa không? Sau em về Đồng Nai thì lâu lâu ảnh cũng xuống ảnh thăm. Xuống dạ. Lần lúc mà vợ mới bị tai nạn á, cái nghĩ là bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết, mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc thôi. Muốn khách sạn sàn quá chị ơi. Mà bao lâu? Chắc khoảng 4-5 ngày. Trời, 4-5 ngày chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiên cười kìa. Dạ nó bén một lần, hai lần, lần thứ ba chứ nó bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? Như vậy là trong đó luôn phải không? Em lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ đúng không Thành? Dạ trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén. Dạ. Chưa có cháy lửa, chưa bén. Đúng không? Ông gan thiệt, tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi đúng không? Như vậy là gì? Nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì? Gãy. Chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Nhưng mà thích. sao thích vậy? Tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu? Tại có cảm giác mới.
Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà ảnh đòi ảnh gợi ý đó, dạ. em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối, lần thứ nhất trong cái đêm đó luôn có đòi, nhưng mà em từ chối, em kêu là thầy tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ, xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa, lại đòi nữa. Dạ, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em hỏi quá, em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là lấy rồi. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sao quần hoài á. Thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy nữa. Nên để luôn. Để luôn. Anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó. Cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, đi chơi á, khoác ôm eo nữa, hung hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm gì đó? Dạ có. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Phố đi bộ. Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Đi bên đường đó phải không? Đi bên đường cái thỏ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, lên, để vị trí này thôi. Mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời, vị bà cũng đâu được. Dạ. Nợ cái lần rồi. Tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Quá đẹp. 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mấy em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Muốn đúng không? Rồi anh Chúc đi anh Chúc. Nghe. Dạ. Rồi. Tật xấu trước đi rồi Chúc anh đi anh Chúc cho ông vui ông ngủ luôn đó. Đấy, tâm đi. Bây giờ dạ, này tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Em quy định là anh không được ngủ trước, anh ngủ trước là em sẽ đánh anh dậy để em ngủ, xong rồi anh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ nhà đi thôi. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại, rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Gọi nhà gọi dù có chuyện gì, ví dụ vợ gọi thì sao được đây? Thì tính đi ra ngoài xíu thôi, đặng cho vợ bớt dạ, rồi thôi, mới quay lại. Chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Em hỏi là đi bộ chừng tàu tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không có đâu chị. Đó, đó, bộ. Dạ bộ. Cái đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á, chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại dạ, đâu có tiền đâu cà phê. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng không có xe, cũng đi đâu luôn. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sụ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà không vui hay là không được ý á là ngồi sụ giống như em bé vậy á. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn hả? Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh chứ tự nhiên ảnh giỡn thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Cái lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mà. Mặt vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì vốn chi buồn. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên, nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện với vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi. Nghe rút kinh nghiệm lần sau thì hai chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện đúng không? Dạ. Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Bây giờ tới ông Thành đó. Đó, ông Thành kể thật xấu bà Tiên coi. Vợ thì có hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Nóng nhất thì làm gì? La rồi chửi chồng. Cái gì? Chửi chồng. Chửi chồng chửi sao? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa. Cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm à. Có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói lèm lèm đó phải không, lèm lèm nó hoài, nó nhây nó như đó phải không? Dạ đúng rồi. Còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bục vậy đó hả trời. Má cái mặt như ông bục vậy. Với vợ Tiên một cái tính
nữa. Bản tính gì? Ghen. Ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Chỉ đòi chia tay thôi. Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không làm để vợ nổi điên lên nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen, mà ghen chuyện, ghen chuyện gì? Em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen không, chứ? Chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy thằng gái bấm vô like á, like dạo đó đúng không? Dạ. Tôi vậy tôi cũng ghen thiệt luôn, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like. Dạ, người like. Quen luôn, người quen của vợ luôn. Người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ, có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Mong muốn là bớt nóng tính lại. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em khi mà giận á thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Cái đó chính xác đó. Cái đó tại vì biết sao mình còn vợ thương mình. Vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á. Bỏ gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại anh cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nha. Rồi năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn. Năm rưỡi rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Em cảm ơn hai đứa. Có một tí là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Đừng quá lo lắng cho anh khi mắt của anh còn thấy. Đừng sợ cho nhà bắt nạt. Khi vẫn còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trải dưới trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá. Hay quá, ôm chồng cái gì nào. Trời ơi, chưa kia. Bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một giây phút hạnh phúc của vợ chồng thành tiên. Trời ơi, kinh quá. Đấy. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động sau, của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đấy đâu, càng đào có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Mình xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi.